Tình yêu luôn đi cùng nỗi nhớ. Tình yêu khi xa cách, khi đổ vỡ, thì nó được hóa thành nỗi nhớ. Nếu trong tình yêu không có sự nhớ nhung, thì đó chưa phải là tình yêu, hay chưa dành cho nhau tình yêu thật sự. Dù yêu xa hay yêu gần, cảm xúc nhớ nhung người mình yêu luôn xuất hiện trong tâm trí của chúng ta. Những lá thư đông đầy cảm xúc và nỗi nhớ của tình yêu sẽ được chia sẻ tâm sự và đồng cảm bằng những bài hát thật sâu lắng. Đó chính là nội dung của chương trình Vui Xuân cùng Truyền hình Vĩnh Long gửi lời muốn nói với chủ đề Tình yêu và nỗi nhớ. Anh hiền lành ấm áp, cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em, hay để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho anh nghe. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương, một nét Á Đông. Hua, hua, hua. Lời nói lỡ mang đi tình yêu, trách sao để mất nhau. Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 6 chương trình Vui Xuân cùng Truyền hình Vĩnh Long gửi lời muốn nói với chủ đề Tình yêu và nỗi nhớ, sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1, và phát lại vào ngày hôm sau ngày 17 tháng 2 năm 2020 vào lúc 13 giờ trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2.